Quang Huy và Như Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chúc quý vị đầu tuần mới có thật nhiều sức khỏe và may mắn. Hôm nay nóng 24 giờ sẽ gửi đến quý vị rất nhiều tin tức đáng chú ý về an sinh xã hội, đối tượng tội phạm, tình hình y tế nóng nhất, mới nhất diễn ra tại các tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt trong bản tin hôm nay, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng máy bay chạy trên nước vô cùng độc đáo mới lạ do một chàng trai ở miền Tây chế tạo sẽ có trong bản tin ít phút nữa mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ sẽ là tin nóng. Thưa quý vị khán giả, trong thời gian gần đây, tình hình tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tuyến biên giới. Mới đây, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh vừa phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tùng về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới. Cụ thể là người này đã mua ở Campuchia, đem về Việt Nam để sử dụng. Vào lúc 14 giờ ngày 23 tháng 3 tại khu vực Mốc Phụ 167 xẹt 3 thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác bộ đội biên phòng tiến hành kiểm tra hành lý của Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1990, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đang đi từ Campuchia về Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một túi tinh thể màu trắng trọng lượng 153 g, gói nhỏ bên trong có tinh thể màu trắng trọng lượng 5 g. Tùng khai nhận, tinh thể màu trắng trên là ma túy và túi chứa tinh thể rắn màu xám trọng lượng 16g cũng là ma túy. Tùng khai nhận ngày 21 tháng 3 xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để đánh bài. Sau đó một ngày, Tùng lên Formbank gặp người tên Tèo, sau đó cùng Tèo sử dụng ma túy. Tùng đã mua của Tèo số ma túy trên với giá 30 triệu đồng để sử dụng. Cũng liên quan đến vấn đề ma túy, khi gần đây tại tỉnh Bình Định có nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng cỏ Mỹ ngày càng nhiều với số lượng lớn. Sau nhiều lần trinh sát, công an thành phố Quy Nhân ở tỉnh này đã triệt xóa thành công nhiều tụ điểm bắt giữ các đối tượng gồm Huỳnh Văn Hiền, Cao Trọng Hữu Phước và Trần Kim Dũng cùng trú phường Đống Đa thành phố Quy Nhân. Qua nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố Quy Nhân đã chia làm 3 mũi trinh sát, bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của các đối tượng. Quỳnh Văn Hiền, Cao Trọng Hữu Phước và Trần Kim Dũng ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Tại thời điểm kiểm tra, công an đã phát hiện và thu giữ trên 500 gói cọ mỹ đã đóng gói thành phẩm và gần 2 ký cọ mỹ thô chưa qua bào chế. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ số tăng vật trên và đưa các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Trong diễn biến khác, công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bắt tạm giam người đàn ông có hành vi sát hại cô gái 25 tuổi, được cho là người tình của người này, nguyên nhân vì mâu thuẫn ghen tuông trong lúc đang sử dụng ma túy. Sau đây là chi tiết của vụ việc. Theo điều tra ban đầu, Hồ Thanh Phong, 42 tuổi và người tình 25 tuổi, sống chung khoảng một năm qua. Ngày 20 tháng 3, cả hai cùng dùng ma túy ở phòng trọ tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Phong thấy người tình nhắn tin qua điện thoại, đề nghị dừng lại nhưng bị khước từ nổi cơn ghen, Phong và nạn nhân to tiếng. Trong lúc mâu thuẫn với nhau, Phong lấy dao kéo đâm nhiều nhát khiến người phụ nữ tử vong. Đối tượng sau đó đến công an tự thú. Vào tối hôm qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên đi xe máy bị nhóm người khác tấn công gây náo loạn khu vực ở Bình Dương. Các đối tượng này có mâu thuẫn với nhau, một nhóm trốn vào khu vui chơi và nhóm còn lại đuổi đánh khiến khu vui chơi liên lụy hiện công an phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên có hành vi gây rối, đập phá tài sản. Hơn 23 giờ khuya ngày 23 tháng 3, bốn thanh niên đi trên hai xe máy trượt đuổi nhau trên đường trong khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi tới trước một khu vui chơi trẻ em trên đường đời chính thì cả nhóm dừng xe lại nói chuyện. Chỉ vài giây sau, bốn thanh niên lao vào đánh nhau, sau đó hai người bỏ chạy vào trong quán cố thủ trong khi hai thanh niên kia đứng bên ngoài lấy bàn ghế của quán ném vào trong. Vụ việc khiến nhiều khách và nhân viên hoảng loạn bỏ chạy. Trước khi bỏ đi, hai thanh niên còn đập phá xe máy của đối phương. Lát sau, hai đối tượng trở lại cùng vài người khác, cầm gạch xông vào quán đuổi đánh hai thanh niên. Sau khi đuổi đánh, đập phá, nhóm này bỏ đi. Vụ việc làm một thanh niên bị thương nhẹ ở vùng mặt. Bước đầu nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn khi đang ngồi nhậu. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Quốc Vương, trú tại phường 5 thành phố Vĩnh Long để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận nguồn tin có dấu hiệu tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên lực lượng tiến hành xác minh. Qua điều tra, lực lượng công an đã làm rõ ngay trường hợp dây tiền của Dương với số tiền cho dây và lãi suất là trên 200 triệu đồng. Ngày 12 tháng 3, công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang khi Dương đang nhận số tiền 10 triệu đồng từ người dây nợ. Tiến hành khám xét nơi ở của Dương tại phường 5, thành phố Vĩnh Long, lực lượng công an thu giữ số tiền 20 triệu đồng cùng nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho dây lãi nặng. Kết quả điều tra, bị can Nguyễn Quốc Dương thực hiện hành vi cho dây lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất đến 365% một năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phương Thanh, 36 tuổi, ngụ quận 10 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, khi biết người đàn ông có nhu cầu du học Mỹ, Nguyễn Phương Thanh giả vờ hứa sẽ giúp làm thủ tục du học nhanh hơn vì có mối quan hệ tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, rồi chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng và 153.000 đô la Mỹ. Nguyễn Phương Thanh quen biết với người đàn ông trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội từ năm 2011. Đến năm 2017, biết anh này có nhu cầu du học Mỹ, đã lên kế hoạch lừa tiền người này. Phía nạn nhân tin tưởng chuyển tiền cho Thanh nhiều lần, nhưng Thanh không thực hiện như đã hứa mà sử dụng hết tiền vào mục đích cá nhân. Sau đó, nạn nhân đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung điều tra làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án, điều tra làm rõ sự lý nghiêm hành vi của người thân, đối tượng có liên quan, tiếp tay giúp sức cho Nguyễn Phương Thanh thực hiện che giấu tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng rất nguy kịch, vừa được Công an quận Long Biên, Hà Nội vào cuộc điều tra. Cụ thể khoảng 14 giờ ngày 17 tháng 3, nam sinh này đi chơi bóng rổ ở sân đình lệ mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên thì có xảy ra xích mích với một nam sinh lớp 6. Sau đó bị anh trai học lớp 10 và người bố cùng nam sinh lớp 6 xông vào đánh, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 108 với tình trạng xuất huyết não dẫn đến hôn mê, chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong. Thưa quý vị, Bình Thuận là tỉnh thành có nhiều bãi biển đẹp nên người dân nơi đây chủ yếu làm nghề thợ lặn để kiếm sống. Tuy nhiên, nghề này luôn có nhiều rủi ro, nguy hiểm khi làm việc trong điều kiện trang bị thô sơ, ít được đào tạo, tìm hiểu về kỹ thuật lặn. Tại Bình Thuận có rất nhiều thợ lặn bị nạn, may mắn thoát chết, nhưng hầu hết đều trong tình trạng liệt hoàn toàn hay không hoàn toàn tay chân. Chỉ trong hai ngày vừa qua, vùng biển Bình Thuận đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lao động do gặp sự cố, khiến hai thợ lặn tử vong thương tâm. Ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã trưng cầu giám định tử thi và bàn giao thi thể thợ lặn LVS 37 tuổi, ngụ phương Phú Hải, Phan Thiết cho gia đình lo hậu sự. Được biết vào sáng cùng ngày, trong quá trình hành nghề, thợ lặn LVS gặp sự cố và khi mọi người kéo được lên tàu thì đã tử vong nên quay tàu vào đất liền trình báo cho cơ quan chức năng. Trước đó, vào ngày 23 tháng 3, thợ lặn HVT, 53 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, trong quá trình lặn xuống biển thì xảy ra sự cố khiến anh Tê mất tích. Đến sáng 24 tháng 3, thi thể người thợ lặn này mới được tìm thấy đưa vào bờ. Công an thị xã La Ghi đã bàn giao thi thể người thợ lặn xấu số đưa về Hà Tĩnh. Thưa quý vị, một trong những bệnh nghề nghiệp của thợ lặn có tỷ lệ gây tử vong cao là bệnh giảm áp. Thường xảy ra trong trường hợp thợ lặn lặn xuống quá sâu, chứa áp lực cao và ngoi lên quá nhanh, gây ra sự giảm đột ngột của áp suất chung quanh. Vì vậy, mong rằng người dân làm nghề thợ lặng sẽ luôn có sức khỏe tốt, trang bị đầy đủ đồ dùng hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho bản thân của mình trong quá trình làm việc. Còn tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, dù đã được hàng trăm người tình nguyện hiến máu xuyên đêm, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng sản phụ bị băng huyết, mất máu nhiều ở địa phương này, đã không qua khỏi sau một ngày chiến đấu dành sự sống khoảng 18 giờ 20 phút ngày 23 tháng 3, Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc tiếp nhận sản phụ HTM tên viết tắt, 39 tuổi, quê ở Cà Mau, tạm trú xã Cửa Dương thành phố Phú Quốc, nhập viện trong tình trạng lơ mơ do băng huyết. Các bác sĩ ở trung tâm y tế thành phố Phú Quốc khám và chẩn đoán sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần, 4,5 tháng. Sau đó, bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu với hy vọng cứu sống người mẹ. Do mất quá nhiều máu nên sản phụ M bị rối loạn đông máu, truyền bao nhiêu máu đều chảy ra. Đồng thời, máu của sản phụ M thuộc nhóm máu O và khó tìm người tương đồng. Đến khoảng 22 giờ đêm 23 tháng 3, trên cộng đồng Facebook Phú Quốc có đăng tải lời kêu gọi hiến máu ô cứu sản phụ. Sau đó, hơn 400 người sinh sống và làm việc tại Phú Quốc đã đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc để xét nghiệm cho máu. Trong số đó, có khoảng 10 người có nhóm máu ô tương đồng và tiến hành cho máu để cứu sản phụ. Được biết, sau khi người dân Phú Quốc đến cho máu, thì bác sĩ đã truyền máu cho sản phụ trên. Đáng tiếc, sản phụ đã không qua khỏi. Mới đây, công an huyện Ea Nui, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vào cuộc làm rõ vụ cháy nương rẫy gây thiệt hại tài sản của nhiều người dân trên địa bàn. Được biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy, một hộ dân đã phát dọn vườn và đốt rác do thời tiết hanh khô, gió lớn khiến cho lửa cháy lan sang vườn điều gần đó, sắp vào mùa thu hoạch thưa quý vị. Theo cơ quan chức năng xã Ianun, rẫy của một số hộ dân bị cháy, trong đó rẫy điêu của hộ anh Phan Văn Lý, 41 tuổi, buôn ca dung B, xã Ianun là thiệt hại nặng nhất. Nguyên nhân vụ cháy nghi do người dân đốt rác, đốt lá trong quá trình phát dọn rẫy dẫn đến cháy lan. Theo anh Phan Văn Lý, ngày 15 tháng 3, anh bị đau nên ở nhà không ra rẫy. Đến ngày 16 tháng 3, khi tới thăm rẫy, anh thấy cả vườn điều rộng 1,6 hecta bị lửa thiêu cháy rụi. Trong đó có 150 cây điều trên 12 năm tuổi đang chuẩn bị cho thu hoạch bị chết cháy, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Được biết, ngoài vườn điều của anh Lý, một số vườn cà phê, cây ăn quả của người dân lân cận cũng bị chết cháy. Thời điểm phát hiện vụ cháy, người dân địa phương đã nỗ lực dập lửa, nhưng do gió lớn, lửa lan nhanh nên đành bất lực. Xin chuyển sang thông tin về vụ xe container khi đang di chuyển theo hướng Nam Bắc trên tuyến quốc lộ 1A thì bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng xe container thì bị hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Xe container mang biển kiểm soát 43H-02043 kéo theo Sermi Romoc do Mai Văn Thành, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Nam Bắc. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến Đèo Lý Hòa, thuộc địa phận xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, bất ngờ ngọn lửa bốc lên ở phần đầu xe. Đám cháy lan nhanh và thiêu rụi phần đầu xe. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cùng với người dân tham gia chữa cháy. Sự việc gây ách tắc giao thông cục bộ trên tuyến quốc lộ 1A. Thưa quý bà con, bằng niềm đam mê, chàng trai 9 ở Kiên Giang đã chế tạo ra nhiều mô hình ghe tàu và đặc biệt là mô hình máy bay độc lạ đi trên mặt nước với tốc độ 70 km h khiến nhiều người thán phục. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng mô hình sáng tạo của chàng trai này. Quý vị nhé. Anh Mai Hoàng Thanh, 27 tuổi ở xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, chạy ghe và chở thuê đồ cho người dân địa phương. Gắn bó với sông nước, anh đã bắt đầu sáng chế nhiều mô hình ghe tàu để chế mô hình máy bay lùi nước thành công, anh Thanh chế tạo phần lường giống như là chiếc tàu và thiết kế chiều dài thân máy bay khoảng 7,3m và chiều ngang 4,6m để cương xứng, đảm bảo đưa xuống nước chạy ổn định, không lắc, không bị lật. Để hoàn thành chiếc máy bay chạy trên mặt nước này, anh Thanh phải mất hơn 3 tháng với chi phí làm khoảng 90 triệu đồng. Làm xong, anh đem tàu máy bay này ra cửa cống Vàm Rầy, huyện Hòn Đất chạy thử, được nhiều người dân quan tâm, chú ý chiếc máy bay lướt sóng với tốc độ 68 tới 70 km/h. Một lãnh đạo Sở Thông vận tải tỉnh Kiên Giang cho biết ủng hộ tinh thần sáng chế, bản quyền, tuy nhiên phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo quy định của pháp luật. Sáng chế mô hình là các phương tiện thủy nhỏ chạy trong ruộng ao thì không cần đăng ký. Phương tiện thủy chạy trên 30 km/h thì người điều khiển cần có đầy đủ bằng cấp liên quan, đăng ký hoặc đăng ký đăng kiểm mới đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Mở đầu chuyên mục camera nóng hôm nay là một tình huống hy hữu xảy ra ở khu vực Hắc Dịch, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khi thủ phạm lẻn vào nhà dân trộm xe rồi bỏ chiếc xe máy của mình lại. Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ 10 phút ngày 19 tháng 3. Người đàn ông chạy chiếc xe máy cũ đến trước căn nhà, dựng xe ở phía trước rồi ngang nhiên mở cửa vào nhà dân. Sau một hồi thăm dò, thấy trong nhà không có ai trông coi, đối tượng mạnh dạn mở bùng hai cánh cửa rồi dắt từ trong ra chiếc xe tay ga đắt tiền biển số 72E1 77904 rồi nhanh chóng biến mất. Chiếc xe cổ được bỏ lại hiện trường đã được gia chủ trình báo cơ quan công an. Thời gian gần đây, tình hình mất cấp xe liên tục diễn ra trên khắp cả nước. Nhiều vụ việc kẻ gian trót lọt lấy cấp xe, nhiều vụ kẻ gian bị gia chủ phát hiện nên bỏ chạy. Cũng có những vụ nhờ gắn chống trộm mà tránh được mất cấp. Mới đây, một chủ xe ở tỉnh Long An chúng ta đã chia sẻ anh may mắn giữ lại được xe cũng nhờ thiết bị chống trộm và khuyên mọi người nên lắp đặt. Vụ việc xảy ra tại huyện Thủ Thừa tỉnh Long An. Ghi nhận camera an ninh cho thấy hai thanh niên tới một quán nước, quan sát thấy phía trước quán không người trông coi. Tài sản dựng hớ hình, một đối tượng nhanh chóng tiếp cận chiếc xe tay ga dắt ra ngoài. Thế nhưng khi đối tượng bắt đầu bẻ khóa, chiếc xe đã hú còi in ỏi. Chủ xe chạy ra tri hô khiến các đối tượng phải nhanh chân bỏ chạy. Nối tiếp chương trình là khoảnh khắc gây ấm lòng, nhận mưa lời khen từ mọi người của cậu bé đi xe đạp. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. vụ nhiệt được camera an ninh một cửa hàng ở Kiên Giang ghi lại, của ông đi xe đạp điện chuẩn bị qua cầu nhưng do mất thăng bằng tự té, bị xe đè và không thể đứng dậy. Mặc dù đã chạy qua một đoạn nhưng nghe tiếng kêu cứu, cậu bé lập tức quay xe lại và đỡ xe cho ông cụ đứng lên. Hành động đẹp này nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Thưa quý vị, hình thành cách này trên 50 năm, làng nghề truyền thống Hầm Thang ở xã Xuân Hòa, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng đã tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương, nhất là lao động nữ trong nông thôn. Nhiều người hay ví von rằng những người phụ nữ làm thang mang sự ấm áp đến mọi nhà, nhưng đôi tay mình bỏng lửa, bản thân mình luôn lem luốc dù biết nghề cực khổ, vất vả và có hại cho sức khỏe, nhưng họ vẫn bám víu mà không dứt ra được. Dọc theo các con đường bên sông Cái Cui và sông Kinh, thuộc xã Xuân Hòa, huyện Ké Sách, tỉnh Sóc Trăng, là hàng trăm lò than đang hoạt động. Gia đình không đất canh tác, bà Nguyễn Thị Nhẫn xin vào làm cho một lò than. Công việc của bà là chụm lửa, bốc dở than, còn chồng và con trai khuôn vác, vận chuyển than xuống ghe hoặc chất lên xe tải, Vất vả mỗi ngày, bà nhận kiếm được 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Ừ, lớn tuổi người ta cứ kiểu người ta đi mặn công ty không khả năng không có thâu á người ta về người ta mình mặn ở giường còn mấy người trẻ trẻ người ta đi làm công ty được người ta đi làm công ty á vòng vòng chụm lò không giống có làm gì chứ chụm tối ngày sáng đêm luôn ngày không có nhiều chứ nhiều cái thì có ăn được còn ít cái thì thiếu ăn À, mà từ ngày chất vô lò tới bế đó là hai mấy ngày cũng có 1 tháng cũng có nữa. Tùy tháng nắng thì mình chậm mau còn tháng mưa thì chậm hơi lâu một chút. Cũng gắng làm chứ giờ công ty giờ nó cũng ế nữa rồi bằng thất nghiệp nữa rồi đeo nghề này làm chứ giờ đâu có việc đâu làm. Những ai ở xóm thang mới thấu hết nỗi cơ cực của cái nghề đen đúa. Để hoàn thành một mẻ than phải trải qua rất nhiều công đoạn trong gần 2 tháng trời. Cực nhất là lúc cho củi vào lò đốt, cứ phải thức canh cả đêm. Biết là vất vả, nhưng nghề hầm thang tạo việc làm cho hàng ngàn lao động phổ thông ở địa phương. Vào chính vụ, thu nhập của người làm công cho chủ lò cũng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng một ngày. Ra thang, xúc bụi, đổ vô bao, rồi hốt khăn, tục đổ cái đóng, rồi chắc xe thang lên xe. Cũng có nhiều người làm như mình vậy đó. Nói, nói chung là ai mà công việc được gì thì mình làm đấy vậy đó. Ở đây đâu có công việc gì mà để làm thì có cái chỉ có công việc lò than này làm thôi. Người lớn tuổi lớn tuổi mình đâu có đi làm được công việc gì. Hiện làng than Xuân Hòa có hơn 400 hộ làm nghề với gần 900 lò than. Trong đó có khoảng 50% là lao động nữ tham gia vào các công đoạn như lên củi từ ghe, vô lò đốt rồi ra than. Dù đôi tay bỏng lửa, gương mặt lấm lem, dù vất vả và có hại cho sức khỏe, họ vẫn bám nghề vì cuộc sống mưu sinh. Đến đây thời lượng dành cho nóng 24 giờ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt những phút phát sóng vừa qua. Như Nguyễn và Quang Huy rất tiếc phải nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Rất mong được gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin chào và hẹn gặp lại.